Sau khi hạ cánh thành công lên mặt trăng, cơ quan vũ trụ của Ấn Độ đã phóng một tên lửa tiếp theo, lần này là để nghiên cứu mặt trời. Đây là sứ mệnh đầu tiên của đất nước này nhằm mục đích nghiên cứu gió mặt trời có thể gây xáo trộn trên trái đất, thường được gọi là cực quang. Được đặt theo tên mặt trời theo tiếng Hindu, tàu vũ trụ Aditya L1 đã cất cánh chỉ một tuần sau khi Ấn Độ đánh bại Nga để trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng. Được biết, con tàu này được thiết kế để di chuyển 930.000 dặm trong 4 tháng. Các nhà khoa học hy vọng có thể tìm hiểu thêm về tác động của bức xạ mặt trời lên hàng nghìn vệ tinh trên quỹ đạo.